cái món này nha các bạn. Món này làm ăn thêm chả giò bắp. Trong đây có gì? Thịt. Thịt gì? Thịt heo, tôm, bắp, cà rốt, hành. Mì nữa hả? Gì? Mì lạ rồi nha. Mì hảo hảo. Bốp. Bốp cho nó nát. Đổi cho các bạn. Món này là được à. Gì? Học này. Ăn giòn giòn à. Ăn giòn giòn ngon à. Trộn đều lên hết. Nước cuốn thì mình mua cái loại spring roll. Nước cuốn là spring roll. Cái loại này cuốn nhỏ nha các bạn. Cuốn xong chiên lên ha. Còn đây là món nem nướng cuốn bánh tráng. Thì nem này mình mua sẵn ở tiệm Việt Nam các bạn. Mua về nướng. Nướng miếng hay nướng cục. Mình bỏ vô lò nướng ha. Rồi sắc dưa leo, bún, rồi cuốn với bánh tráng bao cô gái ha. Đó, rồi vậy thôi, chấm nước mắm. Rồi xong. Buổi chiều nay ăn này xong rồi còn thêm món nữa là chả giò chiên. Đó, nãy giờ vợ mình cuốn được chừng 20 cuốn. Về để chiên lên nha các bạn. Cái gì con? Đây là mẻ đầu tiên nha các bạn. Sắp xong mẻ em. Chả giò mini. Và đây là chả giò xanh nha các bạn. Chả giò mini vợ làm bắp, thịt, mì gói. Ăn thử ăn hả? Ăn rồi, ngon. Giòn. Rất là ngon. Chiều nay đi làm gì các bạn? Chuẩn bị chiều nay nhà mình ăn nem nướng ha, với chả giò mini ha. Cái làm sao coi mấy gà với lại mấy cái vườn cái chút. Salad nè các bạn. Thêm lên nhiều rồi ha. Chắc chừng 2 tuần ăn được. Rồi hy vọng cái cây này nó không chết. Tại nó ship lâu quá đó các bạn. Thời Covid á. Cây cóc thái nha các bạn. Ở đây là mình trồng tỏi nè nha. Cái này là tỏi nha. Cái vườn mình già. Mình rào lại hết nè các bạn. Đó. Hôm qua hai vợ chồng làm lào hết rồi. Có mang thỏ nó vô nó ăn mấy cái cây non ha. Đó. Nên mình phải rào lại kiểu này hết. Để nó không có vô ăn ha. Ban đêm thỏ ở đây nhiều lắm. Cả đàn luôn. Mấy chú gà của mình. Trời ơi. Dưa hấu. Làm dưa hấu cho nó ăn. Dưa hấu dở quá, trái nó lạc quá các bạn. Đó. Bỏ dưa hấu ra là làm cho nó ăn. Nó chưa ăn, nó không ăn nhiều. Rồi, đi vô. Nhà mình cũng có cái cây màu đỏ, màu tím á, mà nó không ra bự cao lắm. Nhỏ thôi. Chào các bạn. Rồi ăn chiều nay ăn nem nướng cuốn với lại chả giò mini vợ mình mới làm nha các bạn. Rồi mời các bạn. Cái này lâu lâu nhà mình ăn cái món này ha, dễ làm. Gọn.
gọn. Mình sẽ vào bắp. Nêm này là nó làm sẵn hết rồi các bạn. Mình mua ở tiệm ấy rồi mình về mình cắt ra. Tiệm Asian. Mình cắt ra ha, mình nướng lên chút. Rồi, là bún hoa. Nước sốt này vợ mình làm hồi trước rồi đó. Anh Nguyên mình khoái ăn cái nước sốt này lắm. Nên mỗi lần mà uống ăn cuốn gì là phải ăn nước sốt này nha các bạn. Nước sốt tươi. Nhưng mà không có ăn nước mắm. Sắp tới Minnesota mở lại hết rồi các bạn. Mình đẹp không? Hả? Nhà mình đẹp không hả? Bây giờ là nó mở lại mấy tỉnh nhỏ hết rồi. Rồi sắp tới là nó sắp đầu tháng 6 mở lại hết. Đẹp quá. Nhà đẹp quá. Dù Minnesota về bệnh tình lên càng ngày càng nhiều nhưng mà nó vẫn mở ha, tại vì nó thét nhiều thì nó uống cái này ăn với này ha, cái này chấm nước mắm không trong em dạ không anh cuốn em cuốn nhận I'm drawing you the picture. Ok đi anh chào cô chú đi, anh chào cô chú đi, đi anh mắc cỡ rồi. À, ok, không xe đẹp thôi. Giờ mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi rồi hả? Trời chào mấy con, chào mấy chị. Giờ anh là con của cô ba gì? Cô ba gì? Ba gì? Ba tên gì? Ba Yến. Ba gì? Ba Nguyên, mẹ gì? Mẹ Yến. Giờ giỏi quá trời ơi, tự nhiên ba Yến nè. Mẹ Nguyên hả? Mẹ Nguyên ba Yến. Chấm thủ tường chạy giò cắm tương ngon hơn cái chạy giò. Sau cái mùa này là mấy cái nhà hàng đóng cửa hết, vợ nó nóng dỗi quá nên nó đóng cửa hết, đâu ai đi nhà hàng nữa. Thiệt luôn, mấy bà vợ mấy ông chồng nhà nấu ra ăn mấy tháng trời dỗi quá, nhà hàng đóng cửa hết. Ủa em ăn không? Trời ơi em không khác. Rồi bệnh tình thì càng ngày càng nhiều. Hãng mình là có vài người bị bệnh rồi nha các bạn. Tại vì nó khám ra được không các? Ra Học nhà đó, không có nhà ở. Chị hai rồi, con chị hai làm gì vậy cơ? Cả sáng hỏi là ăn gì, đang đòi ăn chị hai, mẹ nướng chị hai cho gì anh ăn đi. Mẹ nướng chị hai cho gì anh ăn đi. Từ đây sắp tới những cái video nào mà của mình ra mình sẽ phút cuối thì mình sẽ đăng tình trạng của Minnesota nha các bạn, bao nhiêu người bị nhiễm là bao nhiêu người ấy, là bao nhiêu người bị khổ, bao nhiêu người ấy ha, cho các bạn hiểu thêm về cái Covid ở Minnesota này là sao nha. Dạ. I for Ryan, Daddy. Ok. Ok, vậy thôi nha các bạn. Mình dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cái video các bạn video lần sau nha. Bye bye các bạn.
Các bạn thấy con thỏ nhà mình không? Đó, nó đang ăn á. Này quay từ xa nha các bạn. Từ đây tới đó cũng chắc cũng 15 mét ạ. 15 mét. 15 thước chứ. 15 thước thì cũng vậy. Phải không? Ai biết? 1 mét. Đó, 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 các bạn thấy con thỏ bự ra, cái đó là thỏ mẹ đó nha, thỏ mẹ, thỏ cha vậy đó. Cỡ này là nó đẻ ghê gớm lắm nè. À, tối là nó ra 4-5 con vậy nha các bạn. Ở đằng sau giường á. À, để mình chờ đợi mình chừng nào để tối thui á nó mới chơi vui ra.